Dạ, Tiên xin chào cả nhà thân yêu. Chúc cả nhà mình một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nha. Thì hôm nay Tiên làm một cái video ngắn ngắn để giới thiệu chia sẻ với cả nhà mình một cái loài hoa dại đặc trưng của tiểu bang Texas, nơi mà gia đình nhà Tiên đang sinh sống với cả nhà. Thì mọi năm cứ đổ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, khi mà vào mùa xuân á, cái loài hoa dại này nó nở rộ khắp những cái cánh đồng trải dài của tiểu bang miền Tây Texas, nước Mỹ á cả nhà. Vào cái thời điểm này nè, có rất là nhiều loài hoa dại nở dọc hai bên đường mình lái xe cả nhà, nhất là những cái đường cao tốc đó, hoa bluebonnet trải dài hai bên rất là đẹp luôn. Thì đây là một cái loài hoa dại không có ai trồng hết á. Nó cứ nở như thế này rồi nó rụng hạt xuống, và mùa xuân năm sau đó nó lại lên tiếp. Thì năm nào cũng vậy hết á. Tiên hay đến đây những cái nơi mà có những cái cánh đồng hoa bluebonnet nở rộ đó, Tiên quay phim rồi lưu lại đây những cái bức ảnh làm kỷ niệm. Loài hoa này nó có cái màu tím pha lẫn với lại màu xanh. Mình nhìn tưởng tượng giống như là hoa lục bình ở quê mình đó cả nhà ha. Bên cạnh hoa bluebonnet, chúng ta sẽ còn bắt gặp những cái cánh đồng trải vàng hoa cải cả nhà ơi, cũng rất là đẹp luôn. Mùa xuân cũng là thời điểm để hoa cải vàng khoe sắc. Đây cũng là một cái loài hoa dại nha cả nhà. Lao sao gió thổi mênh mang, thả hồn dưới ánh hoa vàng lung linh. Mùa hoa cải ngát hương tình, nhớ người năm ấy đắm mình bên hoa. Nơi đây rất là rộng lớn và thoáng mát á cả nhà. Cả nhà thấy không, cuối tuần nè, người ta lái xe ra đây rất là đông. Và có thể là người ta mang theo xe đạp, rồi dắt theo chó để mà cùng đi bộ hay là đạp xe á cả nhà.
người ta sẽ đi sâu vào bên trong, có những cái con đường mòn. Có những người nè, người ta mang theo ba lô để đựng những cái thức ăn nhẹ, nước uống đó cả nhà. Người ta đi cả ngày như vậy đó. Thì hôm nay Tiên không có đi sâu vào bên trong. Hẹn với cả nhà mình vào một cái dịp tới đó. Nếu mà cả nhà Tiên có tổ chức đi picnic hay là đi dã ngoại đó, thì sẽ quay cả nhà cùng khám phá bên trong với lại nhà Tiên nha. Hôm nay thì Tiên chỉ làm một cái video ngắn để chia sẻ với cả nhà hai cái loài hoa dại ở tiểu bang Tiên đang ở vào mùa xuân. Thì hẹn gặp lại với cả nhà mình vào video lần sau. Tiên cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiên trong thời gian qua cũng như là thời gian sắp tới. Dạ, Tiên xin chào tạm biệt.